chào mừng các bạn đến với chương trình Hỏi đáp du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu ở Việt Nam. Quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, khi du học tại Singapore, để có đủ điều kiện tiên quyết cho việc xét tuyển vào năm trường cao đẳng công lập hoặc các trường dự bị đại học công lập, học sinh cần phải có các chứng chỉ O-Level. Vậy chứng chỉ O-Level là gì? Trường nào sẽ đào tạo chương trình này tại Singapore? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này với chị Như các bạn nhé. Xin chào chị Như ạ. Chào em. Chị có thể giúp các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh hiểu thêm về chương trình O-Level được không ạ? Vâng, thì chứng chỉ O-Level thì học sinh có thể đăng ký vào chương trình công nghệ bách khoa và để học lấy bằng diploma. Và nếu không vào được các trường này thì học sinh có thể học tiếp lên A-Level để thi vào các trường đại học công lập tại Singapore cũng như là các trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới, hoặc tham gia vào chương trình lấy bằng cao đẳng đại học tại các trường tư thục. Và về chương trình O-Level thì được xem là tương đương với học sinh lớp 10 tại Việt Nam. Và học sinh bắt đầu học hết lớp 9 tại Việt Nam thì có thể bắt đầu theo học chương trình này. Và kỳ thi O-Level thì được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore kết hợp với cuộc thảo thí của Đại học Cambridge từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11 hàng năm, và được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn để vào các trường cao đẳng dự bị đại học trên toàn thế giới. Vậy thì chị Như cho em hỏi là các môn thi O-Level gồm có những gì? Chị có thể giới thiệu hiện đang có chương trình luyện thi O-Level tại Singapore có học bổng hấp dẫn nào dành cho các học sinh không ạ? Vâng, thì đối với chương trình luyện thi O-Level này thì học sinh sẽ học tối thiểu là 5 môn như sau. Đầu tiên đó là tiếng Anh, thứ hai là toán cơ bản, thứ ba là toán nâng cao, thứ tư là lý hoặc là hóa kết hợp, thứ năm là địa lý. Và ngoài ra thì có các nguyên tắc kế toán. Để có kết quả cao trong kỳ thi O-Level thì học sinh tại Việt Nam nên tham gia một khóa luyện thi O-Level tại Singapore. Điều này sẽ giúp cho các bạn tập làm quen dần với các dạng đề thi và các cách thức làm bài thi. Và xin giới thiệu đến các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh chương trình luyện thi O-Level tại Học viện Kaplan Singapore. Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Và tập đoàn Kaplan thì đáp ứng nhu cầu học của 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các em học tại Kaplan Singapore thì sẽ vào học chương trình đại học với bằng cấp của Anh, Úc. Và hiện tại trong năm 2015 này thì Học viện Kaplan Singapore có học bổng là 100% học phí cho khóa luyện thi O-Level dành cho các bạn học hết lớp 9, 10, muốn luyện vào các trường công lập của Singapore khai giảng vào tháng 10 năm 2015. Và ngoài ra thì chương trình O-Level của trường Kaplan Singapore thì còn đào tạo tiếng Anh ngắn hạn 3 tuần, Anh văn 2 tháng đến 10 tháng và còn nhiều chuyên ngành khác như là ngành kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, kinh doanh và luật, tư vấn, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, trợ lý luật sư, công nghệ web, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, bán lẻ, v.v. và đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học đến thạc sĩ. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về trường và được hướng dẫn thủ tục du học cụ thể thì bạn hãy tham gia hội thảo du học trường Kaplan Singapore chuyên ngành đa dạng hấp dẫn vào năm 2015. Thời gian tham gia là vào buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ ngày thứ Bảy, tức là ngày 11 tháng 4 năm 2015. Địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và tham gia buổi hội thảo này thì các bạn sẽ được tư vấn miễn phí, gặp gỡ và trao đổi với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Tân Đại Dương. Bạn hãy gọi về số 083-848-4879 để đăng ký tham gia hội thảo các bạn nhé. Và sau đây em cũng xin hỏi chị là khi mà cho con em của mình du học ở Singapore ở độ tuổi là lớp 9, lớp 10 thì nhiều bậc phụ huynh không ít lo lắng về vấn đề về việc nhà ở hoặc là ký túc xá. Vậy chị Như có thể cho em biết thêm về loại hình nhà ở cho các bậc phụ huynh tham khảo được không ạ? Vâng, thì các bậc phụ huynh sẽ yên tâm hơn với hai loại hình nhà ở dưới đây. Đầu tiên đó là về ký túc xá thì hầu hết các trường của Singapore thì đều có ký túc xá nằm trong khuôn viên gần trường hoặc là gần những trạm xe buýt, an ninh tốt, đầy đủ tiện nghi và nhất là giá cả cũng rất là phù hợp với túi tiền. Các ký túc xá thì thường được trang bị nhà bếp, phòng tắm, phòng giặt ủi để tiện cho việc sử dụng. Và thứ hai là về dạng homestay thì là hình thức nhà trọ chung với chủ nhà, được sinh hoạt chung như là một gia đình nhưng mà sinh viên thì vẫn có phòng riêng. Và một gia đình muốn trở thành dạng homestay cho du học sinh thì họ phải đăng ký và chịu sự quản lý của nhà trường. Em xin cảm ơn chị Như ạ. Hy vọng rằng những câu trả lời vừa rồi sẽ giúp các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh có ý định du học ở Singapore.
Và để được hướng dẫn thủ tục về du học Singapore nhanh chóng, các bạn vui lòng gọi về số 0838484879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ ở số 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin lưu ý, Tân Đại Dương chúng tôi có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào và cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn, xin chào chị Ly. Thì anh Nhật Hân có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường Kaplan mình là có khá nhiều không nè anh Nhật Hân? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 cho tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại Kaplan Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường Kaplan? Hiện tại Kaplan Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau, và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật. Và nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ quản trị du lịch và lữ hành. Và cái đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam, tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu. Thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường Kaplan Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với lại sinh viên Việt Nam, do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chỉ nói là IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC. Thì tại Kaplan Singapore có những khóa học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại Kaplan. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất cho tới cấp độ nâng cao hơn, để các bạn có đủ điều kiện để học tại chương trình đại học tại Kaplan Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường. Thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, được khai giảng vào ngày 10 tây tháng chẵn hàng năm. Ví dụ như là ngày 10 tây tháng 2, 10 tây tháng 4, 10 tây tháng 6, vân vân và vân vân. Thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp sau theo học. Đối với lại chương trình dự bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 tây tháng 1, 15 tây tháng 3 và 15 tây tháng 5, vân 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 vân. Và sau đó nữa đó là chương trình bậc học cao đẳng hay tương đương với là chương trình năm nhất của đại học. Thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng chẵn trong năm. Chính xác hơn là vào ngày 28 tây tháng chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân 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 vân. Đối với là chương trình đại học và chương trình sau đại học thì các ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và Kaplan, và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, thí dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, thí dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đại học tại trường Kaplan Singapore, trường Kaplan Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa, và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa, và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam có những sinh viên nào đạt được không thưa anh? Đối với sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được top đầu, học bổng hạng nhất của toàn khóa, chỉ đạt 10.000 đô.
và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3 trị giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình được học tại Kaplan Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Kaplan Singapore có. Thứ nhất, đó là chương trình học rất là đa dạng với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè, mà các bạn sẽ học liên tục và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một kỳ mà thôi. Và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1-3 tuần. Cho nên khi các bạn được học tại Kaplan Singapore, thời gian các bạn được học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, mức phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Kaplan Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Được biết là bên trường Kaplan Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác tại như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Kaplan Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết với lại Kaplan. Và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có thể học hai chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đọc của Úc. Hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán. Cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ. Thì hiện tại thì bên trường Kaplan cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy, hiện tại bên Kaplan đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Kaplan yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì giờ những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Kaplan được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Kaplan sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn chị Lee.